Dạ, vô rồi. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube gốm Nhật Xuân Lãm nha anh chị. Và những cái sản phẩm em lên anh chị thích món nào đó anh chị chụp gửi về. Nếu anh chị đã xài Zalo thì anh chị chụp gửi về gốm Nhật Xuân Lãm nha anh chị, 0913 nha. 330469 nha anh chị. Còn anh chị mà không có xài Zalo, anh chị có trực tiếp nhắn tin nha anh chị cũng qua cái số 0913 nha anh chị, 330469 luôn. Em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube này. Nói gói đá từ từ nhỉ. Rồi em sẽ lên một cái bộ này nha anh chị. Một cái bộ này là một cái bộ set trà nha anh chị. Một cái bộ set trà. Anh chị cái này là mới còn hộp nha anh chị. Còn hộp như thế này nha. Và cái dĩa này là anh nhìn là cái dĩa này không có tròn nha anh chị. Cái dĩa này là không có tròn. Viền là họa tiết này là vẽ vàng nha anh chị. Họa tiết vẽ vàng. Và ngay chỗ này cũng là vàng nha anh chị. Và cái này em báo cho anh chị nha. Thứ nhất là rồi nha chị, em sẽ báo cho anh chị một cái này nha. Có những anh chị kiểu như là có những anh chị mà mới kiểu như là hồi giờ kiểu như là mới. Cái này 6 set nha anh chị, 6 set trà như thế này mà em báo anh chị là cái nó có một cái hộp như thế này. Đó, có những anh chị kiểu như là mới chơi gốm đó anh chị, chưa có rành những cái về cái dòng men thì em cũng sẽ báo cho anh chị trong cái like này luôn nha anh chị. Trong cái hộp này nó có chỉ là Sosina nha, no nha anh chị, Sosino là những cái Sosino ở dưới này là để một cái ký hiệu China. Sosino China nha anh chị, là một cái dòng men, là dòng men cao cấp nha anh chị. Chẳng hạn như anh chị biết sao đó, Sosino China là một cái dòng men cao cấp. Rồi có những cái dòng Bon China là những dòng men cao cấp nha anh chị. Narumi China đó. Rồi có những là kiểu như anh chị là những cái dòng men, là những cái dòng men này là xuất Âu nha chị, chứ không phải là những cái dòng men mà anh chị để cứ thấy China là anh nghĩ là anh chị nghĩ là mít, anh chị nghĩ là hàng Trung nha anh chị. Thật tình là không phải. Cái men China là cái men đỉnh cấp của họ, những cái men là kiểu như những cái men cao cấp để xuất đi Âu. Do là anh chị ngại là những cái dòng China, có nhiều lúc có nhiều khách là chốt hàng bên em, chứ mà thật tình là em có những cái line em không có nói lên anh chị, là anh chị cứ nói là China là hàng của tàu nha anh chị. Thật qua là không phải nha. Em cũng lên sẵn cái hộp, sẵn cái dịp này thì em sẽ lên một cái bộ này, là em sẽ báo, em sẽ nói rõ cho anh chị luôn nha. Nếu made in China là nó là hàng Trung nha anh chị, còn cái này là Sosino China là cái hàng này là hàng Nhật, hàng xuất nha anh chị. China là cái hàng như từ bên đó họ xuất ra cái hàng hàng nào, còn là hàng những cái hàng dòng men cao cấp. Anh chị nhìn cái những cái dòng men cao cấp nha anh chị, cái hạn cả kể là kiểu như là những cái xếp hạt trà Âu, là những cái thuộc dạng như là đặt hàng anh chị, Bon China, Narumi China, Sanjo China, nói chung là những cái dòng men cao cấp và những cái dòng men nó xuất Âu từ bên đó. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái này là em sẽ nói rõ cho anh chị, cho nhiều lúc anh chị giải thích như thế nào anh chị cũng không thích, không chịu hết, là anh chị chưa có quen những cái dòng men, còn anh chị đã sành rồi thì em anh chị nói là anh chị sẽ biết liền, là những cái dòng men mình đã cầm trên tay là những là cái dòng men đó anh chị là sẽ biết là cái dòng men nó cái dòng men là dòng men cao cấp, những cái dòng men là kiểu như là chén cả kể như những anh Nhật anh sẽ đặt hàng bên Trung, mà những cái dòng men cao cấp xuất qua anh mới đúng chất lượng anh mới cho nhập hàng, còn không đúng chất lượng thì anh sẽ trả về nước. Rồi em cũng sẵn đây có dịp mà em sẽ nói cái hộp này luôn. Rồi em cũng mong anh chị là để là kiểu như là biết những cái dòng men như vậy. Rồi bây giờ này anh chị,
em sẽ lên một cái set trà này gồm có là sáu dĩa, 6 ly. Dĩa này là đường kính này là 16 nha anh chị. Em báo chị rõ trên like là cái dĩa này phone của họ làm như thế nha, không phải là không có tròn mà nó lạ lạ mắt nha anh chị. Siêu anh chị siêu tầm độc lạ là nhìn là biết những cái dòng này liền. Đó, em báo lên chị là cái set này là của cái hộp này. Đó, Sosina là China là dòng men cao cấp rồi. Bây giờ em lên 6 set trà như thế này. Ly này là 9 và cao của ly này là 6. Rồi cái bộ set trà này, 6 set này em bán cho anh chị bộ này với giá là 6 set 520k 6 set trà như thế này. Hộp luôn nha chị, cái này là có hộp như thế này nha. 520k anh chị cho em mã V1 nha chị, mã V1 520k. Mã V1 520. Con lấy cái bình này con bỏ vô nè. Có những cái set này kiểu như em chụp gửi qua thì anh chị cũng sợ, chứ mà anh chị đã mua thì anh chị phải cũng như là có những anh chị mới, chứ còn những anh chị đã xài những cái hàng này anh chị thích những cái dòng bon china là dòng men rất là đỉnh đẹp, xài mới cũng rất là đẹp luôn. Rồi em lên hai cái này anh chị, cái này là một cái chén, cái này là chén, này là chén cốt nặng cốt dày nha anh chị, nặng và dày nha, nặng và dày. Chén này là đường kính là 11.11 nha chị, và cao của chén này là 7. 11 cao là 7 anh chị. 11 cao là 7. Cốt là cốt nặng nha chị. Rồi cặp chén này em bán cho anh chị với giá là 100k một cặp chén này. 100k một cặp chén nha anh chị, cốt nặng nha, có truyện ký đầy đủ luôn. Anh chị nhìn cái vành chén, anh chị nhìn cái vành chén là biết cái chén này rất là nặng nha. 100k anh chị cho kèm em mã V2. 100k V2 nha anh chị, V2 100k. Hai cái màu nó có khác nhau không? Cái màu nó khác nhau. Này nó khác nhau. Rồi nha chị, em lên 5 cái tô như vậy. 5 cái tô này là họa tiết hoa nha chị, họa tiết hoa 5 chiếc nữa này. Đó anh chị, hoa đào nổ nha chị, những cái dòng này là đỉnh điểm luôn. Đó, rồi cái này em có 5 chiếc như thế này. 5 chiếc như thế này anh chị. Tô này đường kính này là 18 và cao của tô này là 6.5. Cao của tô này là 6.5 anh chị. Cao của tô này là 6.5 mảnh. Đấy. 18. Cao là 6.5 nha chị, cao 6.5. Rồi cái bộ này anh chị. Bộ này em có 5 chiếc như thế này, em bán cho anh chị bộ này với giá là 650k bộ này nha anh chị, 650k bộ này. Anh chị chốt giùm em mã V3. V3 nha anh chị, 650k mới nha anh chị, mới chưa qua sử dụng luôn. V3. Rồi nha anh chị, em lên cái này nha anh chị. Cái này em có là 5 cái dĩa nha anh chị. 5 cái dĩa này là quả đào nha chị, quả đào hay là quả hồng gì đó, nói chung là cái này là 5 ngũ quả luôn. Quả lê, quả hồng nha chị, và quả lựu, quả dâu, quả lê hồng lựu dâu nha chị, lê hồng lựu dâu, hồng lựu dâu và quả cam. Cái này là có ký hiệu nha chị, cái này có ký hiệu hàng Nhật, chứng của Nhật làm luôn. Cái này đường kính là 14 và cao của này là 3 nha chị. Đấy, 14 cao là 3, cái dĩa này siêu đẹp chị. Tuy rằng là dĩa này là dĩa nhỏ, mới chưa qua sử dụng mà nó hơi, anh chị biết sao, nó hơi sâu lòng á. Anh chị dễ sử dụng về múc cá, múc xào nhỏ nhỏ, hai người ăn hoặc một người ăn. Anh chị đó, bộ này em bán cho anh chị 5 chiếc này. Siêu đẹp quá. Rồi 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 100
Rồi 150k 5 chiếc này nha chị, đẹp lắm luôn. Dâu, cái này là quả dâu nha chị, cái này là quả lê. Đây là quả hồng. Đây là quả lựu nha chị, quả lựu nha. Sorry. Rồi cái này em có 5 chiếc này 150k V4. V4 nha chị, V4 nha, 150k V4. Rồi em có 5 cái chén này anh chị, 5 cái chén này là viền vàng nha chị, 5 cái chiếc này là viền vàng. 4 chiếc không phải 5 chiếc nha chị, em có 4 chiếc nha. Chén này đường kính là 13 nha chị, đẹp xuất sắc luôn, cao của này là 4 lạ mắt anh chị. Trong cái chén này là có một chiếc, kiểu như là họ vẽ một chiếc lá nha chị. Và cái này là vừa trắng và vừa nâu nâu như thế này. Vừa trắng vừa nâu nâu như thế này anh chị. Rồi cái này em có 4 chiếc em bán cho anh chị với giá là 4 chiếc này 120k. 120k 4 chiếc nha anh chị, đẹp lắm luôn. Đó. Em thông báo là anh bên anh chị nha. Em thông báo là anh chị làm hàng của em lên nhiều lúc anh chị. Anh chị thông cảm là nhiều lúc hàng của em lên là hơi bẩn một xíu nha. Chứ mà trước khi giao hàng cho anh chị em sẽ rửa sạch sẽ nha anh chị, yên tâm về cái phôi rất là sạch sẽ. Rồi cái này em bán cho anh chị là 120k V5. Đây là gì vậy? Đây là gì vậy? Tono China. Tono China. Rồi bây giờ em làm tiếp nữa nha anh chị. Em làm tiếp cho anh chị là một cái này cũng là dòng China nè anh chị. Ừ. Cái này là một cái dòng men nha anh chị. Một cái dòng men của họ này. Bây giờ này là cái này là dĩa này là viền vàng. Đường kính dĩa này là 17 nha anh chị. Và cao của dĩa này là 2. 17 cao của dĩa này là 2. Đó, cái này em cũng báo cho anh chị là cái men, dòng men nha anh chị. Cái này là ở trên là chữ gì không biết. Rồi nha anh chị, dưới này là Tono China nha anh chị. Tono China là một cái dòng men, cũng là dòng men cao cấp nha anh chị. Và những này là xuất nha anh chị. Tono China, còn ở trên nữa là gì đây? Tiếng Anh không biết, không biết tiếng Anh này. Tiếng Việt chưa biết, đấy tiếng Anh biết. Rồi đường kính anh chị đấy. Cái này là Tono China, là dòng men cao cấp nha anh chị. Rồi cái này em bán cho anh chị là dĩa này 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 100 5 chiếc nha anh chị, trắng như thế này 170k 5 cái dĩa này. 170k 5 chiếc nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã V6. Cái chất men là anh chị nhìn cái chất men này nè, biết rất là biết luôn. Viền là viền vàng, viền sáng như thế này. V6 170k. Rồi cái đây em lên một cái chén lam anh chị, một cái chén, cái bát lam nha. Bát lam sơn thủy, đường kính là 13, cao của này là 5. 13 cao là 5 nha anh chị. Đấy, cái trong này là họa tiết sơn thủy. Rồi cái này em bán cho anh chị là 60k chiếc này. Rồi cái này em bán 60k. Anh chị chốt kim em mã V7. V7 nha anh chị, 60k V7. Rồi em lên cái nhà
em lên cái này là một cái cặp tô nha chị, một cái cặp tô xanh ngọc nha chị. Cái này là màu xanh la chanh da trời. Tô này là đường kính là 17 nha chị. Nói chung cái nào đủ bộ lên. Cao của này là 8.5, 17 nha chị. Cao của tô này là 8.5. Rồi cái này chị họa tiết hoa trong lòng như thế này. Rồi một cái cặp như thế này em bán cho anh chị với giá là 200k một cặp này. Mỗi chiếc này là 100k, hai chiếc này là 200k. Anh chị chốt giùm em mã V8 nha anh chị, V8. 200k hai chiếc V8. Rồi bây giờ em lên anh chị, cái này em có một cái bộ như thế này nha anh chị. Bộ này là bộ tô trúc nha anh chị. Bộ tô trúc gồm có là 6 chiếc. Gồm có 6 chiếc nha anh chị. Tô này đường kính này là 18 và cao của tô này là 7.5. 18 nha chị, cao của tô này là 7.5. con cao lên bộ kia này coi. Ừ, bưng giùm mẹ bộ đó. Đấy, tô trúc anh chị, viền này là viền sô cô la nha chị, viền sô cô la. Đó, cái tô này anh chị. Cái tô này em bảo anh chị là cái trong lòng họa tiết men chấm chấm là men tiêu nha anh chị, không phải là nó bị bẩn bị dơ gì hết nha anh chị, ố gì hết nha. Đó, rồi. Tô này đường kính là 18 và cao của tô này là 7.5. Rồi tô này em bán cho anh chị mỗi cái tô này với giá là 60 tô này em bán cho anh chị với giá là 65k một chiếc nha anh chị. 65k một tô như thế này. Cái tô này dễ sử dụng nha anh chị. Anh chị ăn phở nè, ăn phở ăn bún anh chị, do là cái này ăn phở ăn bún mà cái tô này cốt anh chị cốt rất là mát nha. Đó, anh chị ăn là kiểu như không bưng, có bưng thế nào có nước 100 độ nó cũng không nóng tay. Cái này nó hơi dày một xíu nha anh chị, hơi dày. Và cái này là mới nha anh chị, men tiêu vừa trúc luôn. 65k một chiếc anh chị chốt em mã V9. V9 nha anh chị, V9 65k một chiếc như thế này, V9. Rồi bây giờ em lên một cái bộ này anh chị. Một cái bộ này anh chị, bộ này là siêu xuất sắc luôn. Cái này anh chị, cái này là hàng Hoza nha anh chị. Hàng Hoza là một cái dòng men, hàng Hoza là những cái dòng men xuất Âu nha chị. Hoza là những cái dòng men xuất Âu. Hoza Japan là những cái dòng men xuất Âu. À, cái này em có là 5 cái dĩa sâu lồng nha anh chị, 5 cái dĩa sâu lồng. Rồi cái bộ này em có 3 cái dĩa này nữa. Nhìn là rất là đẹp luôn nha anh chị. Đấy, một cái bộ này, một cái bộ ăn là nó hàng này là hàng xuất Âu nha chị. Mới, nói chung bộ này là mới, là không phải nằm trong phôn hộp. Cái mẹ em báo chị độ này là mới 90% đó anh chị, 90-95% nha. Đó anh chị nhìn là cái này bây giờ em lên từ cái lớn tới cái nhỏ. Cái này là một cái tô, một cái tô bự nha anh chị, một cái tô bự. Tô này đường kính này là 24-24 nha anh chị, đường kính 24. Rồi cao của tô này là 6, tô này là viền vàng. Rồi bây giờ này là cái dĩa này đường kính là 27. Ê. Dĩa này đường kính là 27 nha anh chị. Họa tiết hoa trong lòng viền vàng luôn nha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ đo tiếp đó, cái này nhỏ hơn một xíu. Là đường kính này là 19.5 và cao của này là 4.5. Đấy, cao của này là 4.5 nha anh chị. Bây giờ em lại lên tiếp cái em đang cầm trên tay như thế này. Là đường kính này là 20. Còn cái chiếc này đường kính này là 17. Còn cái chiếc này đường kính là 14. Đấy, anh chị đó. Nguyên một bộ như thế này, gồm là 3 món, 4 món, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 món. 12, 14, 16, 10, tổng em có 17 món nha anh chị. 17 chiếc như thế này.
17 nha anh chị. Em bán cho anh chị hết một cái bộ này luôn, 1.200.000 bộ này. 1.200.000 bộ này nha chị. Anh chị chốt cho em mã. Mã V10. Mã V10 như thế nào? Mã V10. Mã V10 nha chị, 1.200.000 bộ này. Em nói chị bộ này hàng Hoxha rất là đẹp, ok luôn nha chị, mới. Rồi em lên cái bộ này anh chị, bộ này em gồm có 4 chiếc họa tiết hoa như thế này. Đường kính này là 12 nha anh chị, 4 chiếc này đường kính là 12. Rồi 4 chiếc này em bán cho anh chị 80. 4 chiếc này là 90k. 4 chiếc anh chị, 4 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 90k 4 chiếc này. Đường kính là 12, cao của này là 2. Cao của này là 1.2. 2.2. Rồi cái này em bán cho anh chị là 90k. Anh chị chốt cho em mã V11. V11 nha anh chị, 90k V11. Rồi bây giờ em lên cái bộ này anh chị, một bộ này là có em có 5 cái tô như thế này. Bộ này 5 cái tô nha anh chị, 5 cái tô. Một màu xanh và một màu đen nha anh chị. Đường kính tô này là 22. Xin lỗi, đường kính tô này là 16. Rồi cao của tô này là 6 nha anh chị, 16 cao là 6 nha. 16 cao là 6. Rồi cái tô này em có 5 chiếc anh chị, 5 chiếc tô này. Rồi 5 chiếc tô này em bán cho anh chị với giá là 5 chiếc nha anh chị, 5 chiếc tô. Siêu đẹp luôn. 200, cái này em bán cho anh chị 290k bộ này nha anh chị, siêu đẹp, 290k. Anh chị chốt giùm em mã V12. 290k V12. Rồi em lên cái bộ này nữa anh chị, bộ này là một cái bộ Âu nha anh chị, một cái bộ Âu. Đó, cái bộ này Notatire là cái hàng này hàng Nhật nha anh chị, Notatire là hàng này là hàng Nhật nha, chuẩn Nhật luôn. Ờ, cái này là hàng chuẩn Nhật luôn chị. Không mở cái. Chỗ kia em buồn mới cái đứa ở đây rồi. Rồi em lên chiếc này anh chị, nó thường lắm, nó thường mình. Đường kính này là 20.5 nha anh chị, 20.5. Rồi cao của này là 4, 20.5 cao là 4 nha anh chị. Cái này là dĩa này hơi sâu là một xíu nha anh chị. Anh chị nhìn cái dĩa này là phong cách này là phong cách Âu. Mà cái này là làm kiểu như có vương niệm anh chị. Notatire là cái này là hàng Nhật nha chị, Nhật mà cái nhìn hàng này là chuẩn Nhật luôn. Mà cái này là nhìn cái họa tiết là em thấy em tưởng là hàng Âu nha chị. Họa tiết em nhìn là không, chưa có ký hiệu là tưởng hàng Âu. Rồi cái này đường kính này là 21. Cao của này là 4 nha chị, cao của này là 4. Rồi cái này em bán cho anh chị là 4 chiếc như thế này. Em bán cho anh chị với giá là 280k 4 chiếc này nha anh chị, đẹp siêu đẹp luôn. 280k 4 chiếc. Anh chị chốt em mã V13. V13 nha anh chị, 280k V13. Rồi cái này đường kính là 11 nha anh chị. Dĩa này là dĩa xanh ngọc nha anh chị. Họa tiết hoa trong lồng. Cái này đường kính làm có 11 anh chị, nhỏ. Và cái này là đẹp nha, rất là đẹp luôn, truyện ký đầy đủ. 6 chiếc này. Rồi 6 chiếc này em bán cho anh chị là 6 chiếc nha anh chị. Đẹp luôn. Rồi 6 chiếc này em bán cho anh chị với giá là
90k 6 chiếc dĩa này. Hoa nổi nha anh chị, 90k 6 chiếc, anh chị cho em mã V14. Rồi, V14 nha anh chị. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị.